khai thác thủy sản đại cương. Phần 9, ngư cụ 7. Ngư cụ 7 là các loại ngư cụ đánh bắt thụ động. Ngư lưới đánh bắt là cá bị dẫn dụ vào nơi đã được bố trí ngư cụ. Cá bị dẫn đi tiếp dọc theo đường lưới để đến cửa cánh gà hoặc là miệng hom mà không thể nào thoát lại được. Các loại ngư cụ 7 thường là đăng, đáy, lọt, lú, bẫy, v.v. Đây, cá nó vào bên trong cái lọt này và nó sẽ đến cái chọn cuối này, sau đó nó sẽ không thoát ra ngoài được và cá bị giữ lại. Khi ta dỡ cái đăng đáy lọt này ra thì ta sẽ bắt được cá. Lưới đăng là loại ngư cụ cố định đặt chắn ngang hướng di chuyển của cá. Lưới dẫn cá qua cửa hom vào chuồng lưới, cá sẽ bị giữ lại tại chuồng lưới lọt. Đây, phân loại lưới đăng là theo khu vực khai thác, gồm có đăng mương, đăng sông, đăng biển. Theo độ sâu gồm có đăng mé, đăng gần bờ, đăng khơi. Theo cấu tạo, đăng có chuồng, đăng không có chuồng, đăng có đáy dốc, có chuồng phụ kết hợp ánh sáng, ví dụ đăng đèn, đăng không đèn. Theo vật liệu, ví dụ đăng tre, đăng sậy, đăng lưới, đăng kết hợp. Cấu tạo của lưới đăng gồm có 4 phần: đăng lưới hay cánh lưới, cửa lưới, chuồng, lọt. Đây là hình dáng thực tế của cái đăng ngoài. Cái lưới đăng hay người ta còn gọi là cái nò. Đăng lưới, dụng cụ của nó là một dãy lưới chạy ngang chắn đường di chuyển của cá. Vật liệu là bằng tre sợi ở sông đặt bằng tấm lưới lắp trên bộ khung dây diềm, diềm phao, diềm chì, diềm biên. Và ở biên, chiều dài là tùy thuộc vào ngư trường và luồng cá di chuyển. Chiều cao từ sát đáy đến tầng mặt từ 10 đến 20% độ cao của đăng tre sợi, hoặc là tăng thêm dạo lưới để diềm phao nổi lên trên mặt nước. Mắt lưới hay độ hở của thanh tre ngăn không cho cá thoát ra hoặc là vướng lại. Cửa lưới là bộ phận cấu tạo đặc biệt sao cho cá có thể vào chuồng lưới một cách dễ dàng nhưng không thể nào thoát ra được. Đây là đăng lưới, và tấm đăng là nó bằng tre bằng sậy, ở phía dưới là có diềm chì, ở trên là có diềm phao để cho nó nổi. Độ đứng là nó nổi lên 10 và 20%. Chuồng lưới là nơi tập trung và giữ và thu cá, cùng hệ thống tấm lưới quay lại ở một diện tích nhỏ. Diện tích của chuồng lưới phải đủ lớn để cá không phải hoảng sợ mà chạy trốn. Chiều cao của chuồng lưới là từ độ sâu tại khu vực đặt lưới và tập tính của đối tượng khai thác. Đây là nó là nơi tập trung và thu giữ cá. Đấy. Và diện tích phải đủ lớn để cá không phải hoảng sợ bỏ chạy. Bởi vì nó nhỏ quá thì cá nó sẽ quây quần lại với nhau, nó chật chội và nó hoảng sợ nó chạy trốn. Lọt lọt là nơi chứa cá và bắt cá, đặt ở bên hông chuồng ở cuối dải lưới. Đăng đều không có chuồng và hình hộp, hình ống hoặc là hình trụ. Đây, nó hình hộp, hình ống hoặc là hình trụ và đặt ở bên hông chuồng ở cuối dải lưới đăng thì nó không có chuồng. Trang thiết bị phụ trợ, đó là hệ thống của dây diềm chính giúp vàng lưới được cố định về hình dạng, kích thước khi hoạt động. Hệ thống dây diềm phao, diềm chì, diềm biên nhằm cách là để lắp ráp cố định các phần lưới lại với nhau. Phao là hệ thống phao bè được làm từ những tấm xốp ghép lại và được bọc lưới hoặc đóng khung cứng bảo vệ. Chì là làm bằng đá hoặc là xi măng. Kích thước và trọng lượng chì phải đủ lớn để đảm bảo các diềm chì luôn nằm sát ở dưới đáy biển dưới tác động của sóng hoặc dòng chảy. Neo là làm bằng gỗ hoặc bằng sắt, neo được buộc lại một đầu cố định ở dây neo, đầu còn lại của dây neo được buộc buộc cố định với diềm phao của lưới. Khoảng cách giữa hai neo là khoảng 20 mét. Hệ thống có dây khác, hệ thống dây khép cửa chuồng lưới, hệ thống có dây kéo lưới. Chì là làm bằng đá hoặc là bằng xi măng. Đấy, và kích thước và trọng lượng chì phải đủ lớn để đảm bảo diềm chì
luôn nằm sát với biển và dưới tác động của sóng dòng chảy. Neo là bằng gỗ bằng sắt, phao là dạng phao bè, dìm phao và dìm chì là cố định của phần lưới còn lại. Hệ thống dây chuyền chính là giúp toàn lưới được cố định hình dạng kích thước khí hợp đồng. Khai thác lưới đăng là nên chọn bãi đặt đăng, đặt ở nơi có nhiều cá thường xuyên di chuyển, nơi có địa hình thuận lợi, nền đáy phẳng, dòng chảy yếu, khúc gió, công tác chuẩn bị. Thì phải chuẩn bị chọn nơi có nhiều cá và nơi cá nơi mà luồng chảy hẹp. Đấy. Lắp đặt lưới đăng, lôi cuốn và dẫn cá vào chuồng, có thể dùng thính, dùng đèn để mà hấp dẫn cá, để tự nhiên hay là dùng ánh sáng. Đấy. Đóng chặn cửa chuồng, thu lưới và bắt cá. Đó là giai đoạn cuối cùng. Người lưới đáy, lưới đáy là đánh bắt theo nguyên lý lọc nước để bắt cá. Cá đi vào lưới và bị giữ lại ở đục đục dưới, phân theo khu vực cùng với lưới đáy sông, lưới đáy biển, phân theo cấu tạo lưới đáy cọc, lưới đáy neo, lưới đáy bè, phân theo đối tượng khai thác có lưới đáy cá, lưới đáy tôm, phân theo miệng lưới có lưới đáy một miệng lưới, nhiều miệng lưới. Cấu tạo lưới đáy đây là dây thắt đục ở phía dưới thân lưới, rượng cọc đáy và dây neo dùng để neo lại. Cấu tạo của lưới đáy là thân lưới giữ lùa và hướng cá vào đục. Đục lưới đáy là để giữ cá và bắt cá. Ở đây là cái đục. Rọ là dụng cụ để chứa cá vào cú đục. Có thể là có hoặc là không có rọ. Rọ là bằng tre hình trụ và nắp ở trên thân. Khi thu cá thì kéo rọ nên lên và mở nắp rút cá ra. Đây cái rọ đây. Ta mở ra và ta miệng hôm nó vào, cá chạy vào và ở nó đến cú đục. Khi mà người ta thu cá thì người ta sẽ mở cái nắp rọ này ra, người ta sẽ rút cá xuống. Cặp neo và lưới đáy. Lưới đáy là ngư cụ cố định nơi cọc hay neo và bè giúp ổn định vị trí và hình dạng của miệng lưới đáy. Neo ngắn và phao lưới đáy dùng để thay thế cọc. Đây các thùng phao dùng để nổi lên trên. Đấy. Và vật nặng giúp cố định hình dạng của cái lưới đáy. Dây neo là neo lại lưới đáy và nó giúp cho giữ cố định cái hình dạng của cái lưới đáy. Và nó dùng thay thế cho cọc. Bè lưới đáy là ngán cho bè lưới đáy, tương tự như cọc lưới đáy nhưng lơ lửng trong nước và được cố định bằng bè. Các dây chằng sao cho ngán luôn luôn thẳng đứng. Ngán này nó giữ luôn giữ theo hướng hướng thẳng đứng và nó tương tự như cặp của lưới đáy vậy, giữ bằng các dây neo. Kỹ thuật khai thác lưới đáy, đầu tiên là ta phải chọn môi trường, chọn môi trường nhìn nơi nhiều cá hoặc là nơi có dòng hải lưu nó tập trung các đàn cá. Công tác chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết để cho việc bẫy cá, việc đánh bắt cá, thả lưới, ta chạy lưới ra, đổ đục, tức là ta thu cá. Sau khi mà cá nó vào nó không thoát ra được nữa thì lúc bây giờ ta đổ đục ra để thu cá. Khâu cuối cùng là khâu thu lưới và đảm bảo lưới không bị đứt, không bị rối. Các tài liệu của các bạn có thể tham khảo là Nguyễn Văn Kháng, Lê Văn Môn, Bùi Văn Tùng, Bách Khoa Thiệu Sản, Hội Nghề Cá Việt Nam, hoặc là Hà Phúc Hùng, Giáo trình Kỹ thuật Khai thác Thủy sản của Đại học.